Chúng ta giải phương trình căn của x cộng 3 lớn x cộng 1. Thì ở đây điều kiện xác định là x cộng 3 phải lớn bằng 0, kéo theo là x lớn trừ 3. Ta chia trường hợp thứ nhất, đó là x cộng 1 bén 0, ta sẽ có x bén trừ 1. Với x lớn bằng trừ 3 thì thỏa mãn. Lúc này ta có vế trái lớn bằng 0, lớn vế phải, vì vế phải này nhỏ hơn 0. Các bạn nhé, vậy nghiệm là thứ nhất là x lớn bằng trừ 3 nhỏ hơn trừ 1. Cái này là nghiệm thỏa mãn. Tiếp tục ta xét điều kiện x lớn hơn bằng trừ 1. Bây giờ bình phương hai vế. Bình phương hai vế thì bật phương trình này. Thì lúc này ta có x cộng 3 lớn hơn x bình phương cộng 2 x cộng 1. Rồi các bạn chuyển sang bên này. Thì ta sẽ có x bình phương cộng x trừ 2 bén 0. Ở đây các bạn phân tích thành nhân tử. Các bạn viết x bình phương trừ 1 cộng với x trừ 1 bén 0. Ở đây là hằng đẳng thức x trừ 1 nhân x cộng 1 cộng cho x trừ 1 bén 0 nhân thì chung là x trừ 1 x cộng 1 cộng 1 bén 0. Đây là x trừ 1 nhân với x cộng 2 bén 0. Mà do x cộng 1 lớn bằng trừ 1, cái này lớn 0, kéo theo là x bén 1 lớn bằng trừ 1. Đây là nghiệm. Với nghiệm của cái phương trình này là bật phương trình này là x lớn bằng trừ 1 nhỏ hơn 1 này, rồi x lớn bằng trừ 1 nhỏ hơn 1. Và nghiệm này là x lớn bằng trừ 3 bé hơn 1. Đây là nghiệm bật phương trình đại trò các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.